Trong ngày 27 tháng 6 chính lễ, cũng là ngày khai mạc năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngay từ sáng sớm, các hội đoàn đã đến hiện diện tại nhà thờ để cùng thưởng thức các tiết mục dân hòa của giáo xứ Yên Bái, giáo xứ Hoàng Nguyên, giáo xứ Động Linh, giáo xứ Phương Trù, giáo xứ Hòa Khuê và giáo xứ Bình Cách. Giờ thánh lễ được bắt đầu với cuộc rước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ sân và đến gian cung thánh. Đoàn đồng tế hôm nay gồm có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Hà Nội, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh và Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, phó chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam. Cùng cha bề trên dòng chú Cứu Thế Thái Hà, Giuse Trịnh Ngọc Hiên, các cha dòng chú thế và các cha đến từ các giáo phận khác. Để nói với anh chị em, cái việc mà chúng ta muốn trước hết là để tôn kính Đức Mẹ, nó nằm ở trong Kinh Thánh, nó nằm ở trong lời Chúa, nó nằm ở trong chương trình của Thiên Chúa. Cho nên những ai yêu mến Đức Mẹ, đừng sợ rằng việc đó sẽ làm mất lòng Chúa, sẽ chiếm cái chỗ đứng của Chúa đi, vì Chúa biết người mẹ đó là Eva mới, là người sẽ công tác để cứu chuộc loài người. Và nếu khi chúng ta gọi Đức Maria là Đức đồng công cứu chuộc, chính là vì ở điểm này chúng ta cần phải có một cái thần học cho nó trong sáng. Đức Maria đã công tác, Đức Maria đã được mời gọi với tư cách là Eva mới để làm lại điều mà Eva cũ đã phá hủy đi. Thế thì đem Đức Maria về nhà mình, quả thật Đức Maria đã về nhà mình, về nhà con cái mình. Và một trong những cách Đức Maria về với con cái mình chính là linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện diện ở hầu hết các nhà thờ và hầu hết các gia đình công giáo. Với cái bức ảnh đó thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã nói với cha bề trên cả: hãy làm cho cả thế giới yêu mến mẹ. Và cha bề trên cả đã thực hiện cái ước muốn của Đức Giáo Hoàng. Và trong suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta thấy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chính trong ý thức
mà vị trinh cả để gửi đến cho con cái của mình, thì cũng đã nhắc đến là khi cử hành năm tháng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì nó cũng trùng với cả năm tháng ngoài lễ của lòng thương xót của Chúa mà chúng ta sẽ được khai mạc trên thế giới vào ngày 8 tháng 12 nhân dịp lễ Đức Maria Vô Nhiễm Huyết Tội, và sẽ được khai mạc ở các địa phương vào ngày Chủ nhật thứ ba của mỗi năm nay. Có hai cái năm tháng đi song song như vậy, chúng ta có sợ không? Chúng ta sợ rằng làm cái này thì lại mất cái kia, làm cái kia thì mất cái này. Theo vị trên cả hai cái đó bổ túc cho nhau. Vì Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì cũng không khác gì là một Đức Mẹ thi hành sống cái mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa. Hằng Cứu Giúp có nghĩa lúc nào cũng cứu giúp, mà chỉ có những tâm hồn hằng thương xót, có lòng thương xót mới thực hiện được điều đó. Trong phần cuối thánh lễ, Giê-xu-se Trịnh Ngọc Hiền thay mặt các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế gửi đến Đức Hồng Y và các giám mục lời cảm ơn chân thành. Ngài cũng gửi đến Đức Hồng Y một bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đức Hồng Y sau đó, để đáp lời, đã cầu chúc cho các cha dòng Chúa Cứu Thế được nhiều ơn của Đức Mẹ, và Ngài cũng cầu chúc cho tất cả mọi người được tràn đầy ơn Chúa như khẩu hiệu của nhà dòng: ơn cứu chuộc của Chúa chứa che nơi người. Thánh lễ khai mạc năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kết thúc lúc 12 giờ trưa. Trong năm thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp từ ngày 27 tháng 6 năm 2015 đến 27 tháng 6 năm 2016, các tín hữu có thể được lãnh ơn toàn giá. Theo đó, thư lệnh của Đức Giáo Hoàng Francisco tỏ ân giải tối cao ban ơn toàn giá cho các tín hữu với các điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ơn này có thể được hưởng tại Đền Thánh Alfonso ở thành phố Roma và trong các nhà thờ thuộc dòng Chúa Cứu Thế bởi các tín hữu công giáo thực tâm sám hối và được tác động bởi lòng mến, thực hiện một cuộc hành hương đến các nơi sùng kính linh ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp và có lòng xuất sắc tham gia vào các nghi thức cử hành năm thánh, hoặc ít nhất là dành thời gian thích hợp để suy niệm, kết thúc với kinh lạy cha, kinh tin kính và khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria. Các tín hữu bị ngăn trở tham gia vào việc đạo đức này vì lý do tuổi già, bệnh tật hoặc nguyên nhân nghiêm trọng khác vẫn có thể hưởng được ơn toàn xá nếu thật lòng đau đớn ăn năn về mọi tội lỗi và có ý định thực hiện ba điều kiện thông thường. Họ kết hợp thiêng liêng với việc cử hành năm thánh và hành hương bằng khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa qua Mẹ Maria, trong khi dâng những lời cầu nguyện và đau khổ của họ hoặc những sự khó phải chịu trong cuộc sống trước một linh ảnh nhỏ của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp.